Rồi ok, xin chào các bác. Thì các bác có thể thấy đây là con điện thoại mới nhất của LG, con Velvet hay anh em còn gọi là con Vervet gì đấy. Lấy ở chỗ của bác Dũng Sky này. Dũng Bầu Trời đấy. Đây là cái con còn nguyên siêu hộp nhé. Đây là con đầu tiên ở Việt Nam còn nguyên siêu hộp. Và em sẽ rạch siêu cho các bác thấy nhé. Các bác chú ý là sau này các bác mua cái con Velvet này thì chú ý cái phụ kiện của nó như thế nào nhé. Rạch siêu bao giờ cũng thích các bạn. Đây. Các bác có thể thấy siêu còn nguyên nhé. Hơi nhăn tí nhưng mà còn ok. Đây. Mình sẽ là người đầu tiên ở Việt Nam rạch siêu con này. Rồi ok, rạch xong rồi. Có một cái siêu thôi ạ. Siêu đó lần này nó này màu trắng. Mỗi khi mình thấy siêu màu đen, con này là siêu màu trắng. Rồi, Velvet của mình này. Rồi ok. Bỏ cái hộp đây, trên này không có gì cả. Các bác chú ý cái phụ kiện của nó nhé, sau này các bác có mua con này thì còn biết mà tham khảo. Rồi đây là cái máy còn nguyên siêu màn hình đây đó, cái này để đây đã, xem phụ kiện nó có gì nhé. Đây chắc chắn là sách hướng dẫn sử dụng rồi, xem có cái gì không. Cái quay dọc sim này, cái quay dọc sim khá là đẹp, đơn giản. Đây là sách hướng dẫn sử dụng. Bỏ qua bên thì chắc không có gì đâu. Rồi, sách hướng dẫn sử dụng thôi các bạn. Còn đây là cái củ sạc. Thì cái củ sạc này mình thấy nó giống cái đời V50 ấy. Nó là đây, các bác nhìn thấy này. Đó. 9V 1.8A. Nó không phải là cấu suất lớn quá cho lắm, nó bình thường thôi. Nhưng mà nó mình thấy nó là giống cái con LG V50 nhá. Còn đây là cái sạc cáp của nó đây. Cái sạc cáp này thì cũng mình thấy nó không phải là dạng dẹp đâu, nó dạng là dạng tròn nhá. Cái này thì mình cũng không đánh giá cao cái dây này cho lắm, nhưng mà cái củ này thì mình thấy là củ ngon này. Rồi còn đây là cái tai nghe. Thì nhiều ông cứ bảo nó là cái tai nghe B&O, nhưng bây giờ nó là cái tai nghe này đây. Nó chỉ là cái tai nghe quad bit thôi. Đây các bác có thể thấy đây. Không phải B&O nhá. Chỉ là cái tai nghe quad bit thôi. Rồi ok, và một số cái núm, cái này không quan trọng đâu. Cái tai này nghe không ổn cho lắm. Bình thường. Rồi trong hộp chỉ có thế thôi, không còn gì nữa. Rồi đây là cái con LG Velvet đây. Không biết là để nó xuống hay để nó lên. Rồi quả này còn phải nó lên luôn rồi. Đây các bác có thể xem cái ngoại hình của nó, đây là cái tem này. Đó các bác có thể thấy tem này. Cái bản này là bản màu như kiểu màu 7 sắc cầu vồng ấy. Màu trắng chứ không phải màu xanh như mấy clip mà anh em YouTube hay trên tay gần đây. Cái bản này chắc chắn là cái màu mới nhất rồi. Đây. Mã của nó đây. Ok, mình sẽ cài đặt nhanh cho nó. Nói thật các bác là cảm giác đầu tiên của mình khi cầm con này ấy, và ngay kể cả vào cái giao diện như này này, mình thấy nó giống Samsung vãi cả ra luôn ấy. Mình không hiểu sao mà LG giờ lại đi đêm với Samsung à. Các bác thông cảm là đợi một tí nha, tại vì em cũng không thích tua cái đoạn này đâu, thì em xem là nó có cái gì mà hay ho không thôi. Ồ, cái này hình nền khá đẹp các bạn, hình nền bầu trời. Giống như kiểu Dũng Bầu Trời ấy nhỉ. Ok. Cái này như lên Android 10 rồi, mình thấy có cái thanh gạt như này giống như kiểu của quả táo. Bỏ này đi, để các bạn thấy cái hình nền này. Các bạn có thể thấy hình nền khá là đẹp các bạn, hình nền đẹp thật. Mình cũng chưa vào sâu nhé, nhưng mà mình thấy cái đầu tiên của con này là cái màn hình nó vát cong khá là nhiều, mà nó như kiểu giống hệt như của Samsung ấy. Mình khá là ghét cái này. Nhưng mà một cái điều mà cải tiến lớn nhất của cái này nó là cái viền màn hình. Hai cái viền màn hình đã khá là mỏng rồi. Đây các bác có thể thấy vào cái chỗ màu trắng này này. Đấy các bác có thể thấy là hai cái viền nó là khá là mỏng rồi, không dày như mấy đời LG trước nữa. Chỉ tiếc là nó vẫn làm giọt nước. Cái điều mà anh em mình chưa bao giờ muốn LG làm như vậy. Còn cái cạnh bên dưới này cũng tương đương với cái cạnh bên trên này nhé, trừ cái giọt nước này ra. Còn hai cái phần này tương đương nhau. Mình rất thích là cái
viền họ làm mỏng đi rồi, nhưng mà cái việc mà họ làm cong như Samsung như này này, thấy các bác có thể thấy là cái hiệu ứng mà đây icon nó đây, đấy các bác có thể nhìn thấy hiệu ứng của cái icon nó chảy này, nó thác như kiểu thác đổ đây này. Nhiều người thì cho cái này là đẹp, là ngon, nhưng mà mình thì không thích một tí nào. Tiếp theo là cái mặt lưng. Cái mặt lưng cái màu này ấy, thì tùy các bác thấy đẹp hay xấu thôi. Còn mình vẫn ấn tượng cái cụm camera mà các YouTuber nói là giọt mưa hay giọt nước gì đấy. Thực ra thì mình thấy nó khá là lồi. Đây các bác có thể thấy độ lồi của nó này. Có mỗi cái này lồi thôi, còn những cái này là bằng hết nhá. Hai cái này bằng nhau. Ở cái thông số này thì chắc các bác biết hết rồi, cũng không phải giới thiệu nhiều. Mình sẽ lấy cái que chọc sim để chọc sim, khay sim nó ra. Đây. Mà thôi, không cần lấy cái khay sim đâu, mình sẽ lấy cái sim của mình. Ok, chờ một tí nhá. Đây sẽ là cái khay sim của con Velvet. Ở nhầm, chưa phải. Đây. Đây, các bác có thể thấy là cái khay sim nó vẫn bằng nhựa thôi. Và có số series ở đây nhé. Các bác nhớ mua hàng mà không có số series là có thể là ăn quả lừa đó. Có số series nhé. Và con này chỉ một sim thôi. Nhiều ông trên review đã bảo đây là có hai sim, không phải đâu, đây chỉ có một sim thôi. LG vẫn lừa anh em như vậy thôi. Rồi ok. Xem nó đang chạy Android mấy nào. Mình sẽ lắp vào đây tạm vào đây đã. Tí nữa mình sẽ lắp sim của mình vào dùng mấy ngày xem thế nào. Cái phần icon của nó thì vẫn giống như của LG trước đây thôi, nhưng mà mình cảm giác là cái giao diện của nó hơi giống Samsung một tí. Đây mình có thể thấy hệ thống này, giới thiệu về điện thoại này, phần mềm này. Đó, nó chạy Android 10 rồi, khá là ngon. Mã máy đây. Thì mấy cái mà chi tiết về con máy này mình sẽ review sau, mình hiện tại mình chỉ có quan tâm đến cái ngoại hình của nó thôi. Đây các bác có thể thấy này, khá là dài. Con máy này là dài nhất của LG hiện tại. Tỷ lệ là 20.5 chia 9 thì phải. Còn nguyên cái siêu nhá. Ở trên này nó có cái siêu, có cái siêu viền đây này. Các bác bóc nếu mà mới nguyên siêu nó phải có cái siêu viền như này nhá. Đó. Ở cái cạnh cạnh này thì không biết có không. Cạnh này không có các bạn. Cạnh 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 hông này thì không có, chỉ có hai cạnh trên và cạnh dưới là có cái viền ni lông này nhá. Các bác mua nhớ để ý nhá. Và cái cụm camera, cái cụm sạc này này, nó bị không hiểu sao nó rất là lệch xuống dưới. Cái cụm 3.5 và sạc bị lệch xuống dưới. Còn cái lỗ loa này thì ở giữa, còn cái lỗ mic này thì lệch bên trên. Mình không hiểu là cái thiết kế này nó đang học theo của ai thì không biết, nhưng mà chắc là mấy ông LG tự nghĩ ra thôi. Đây logo LG đây. Cái mặt lưng này thì nó sẽ đổi màu tùy vào ánh sáng này, các bác có thể thấy này, đó cũng khá là đẹp. Thực ra bây giờ điện thoại toàn thấy xem mặt lưng thôi. Còn cái con này ấy, cấu hình của nó mình chỉ là quan tâm chung thôi, nhưng mà với cái mức giá mà 17 triệu chính hãng mà nhà LG đưa ra ấy, thì thực sự là đối với mình nhé, là một người mà dùng LG lâu năm rồi ấy, mình sẽ chắc chắn không thể mua được con này mà với giá là 17 triệu đâu. Mình sẽ đợi nó đến tầm 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 gì đó, chắc các bác biết thì mới mua được. Chứ còn 17 triệu cho một con máy tầm trung như này thì chắc chắn là nhiều anh em LG sẽ không mua. Và những cái máy này bắt đời LG rồi thì những cái máy LG mới về ấy, thì chắc chắn là sẽ giá rất là cao. Và những người mà thực sự đam mê và thực sự phải có tiền nữa thì mới mua được con như này thôi. Và cái con này mình thấy là mọi người bảo là cái màn hình nó là chỉ Full HD cộng thôi, thì nhưng mà mình thấy là cái chất lượng hiển thị của nó cũng rất là ổn, không vấn đề gì. Mình thấy là chữ rất là mịn và không có dấu hiệu của cái hiện tượng mà sạn hay là bể chữ hay gì đâu. Các bác phải gần gần như các bác thấy này, khá là đẹp luôn đó, các bác phải thấy chưa. Nó mịn hơn cái con Bphone mà mình mới trên tay gần đây rất là nhiều luôn, và màn hình mình thấy nó đẹp hơn rất là nhiều luôn. Đó. Mượt, mượt cũng mượt hơn nữa. Mình chỉ thấy mỗi ghét một cái giọt nước của cái camera trước này thôi. Cái camera trước này thấy bảo là 16 MP, nhưng mà thôi mình cũng test sau, cái này kệ nó đi.
Hôm nay chỉ cái test cái màn hình và cái bên ngoài con này thôi. Đây cạnh phải đây có một cái nút nguồn ở đây, đây nút nguồn đây làm khá là mảnh. Và cái viền này này, hai cái viền này bây giờ LG họ làm rất là mỏng rồi, rất là mỏng luôn. Hiện tại đây mình xem mình có cái con gì để mà so sánh nào. Ở đây mình có con LG V50 đây, chờ tí nha, mình sẽ lấy con V50. Con V50 là cái con gần nhất của con này mà. Đây mình các bác có thể thấy này, đó độ mỏng của con Velvet này nó mỏng hơn rất là nhiều đó. Cầm con này giờ phải cầm con này và cầm con này nó hoàn toàn là hai cái trạng thái khác nhau luôn. Con này cũng nặng y chang như nhau thôi, nhưng mà các bác có thể thấy viền này, đó viền hai con này cũng nút nguồn ở bên này đó. Đây là cái cạnh trái này cũng có ba nút tăng giảm âm lượng, cái nút gọi trợ lý ảo Google này y chang như thế, nhưng mà cái con V50 dày hơn rất là nhiều. Và đây là cái cạnh dưới, cái cạnh dưới này ấy, thì các bác cũng có thể thấy là con V50 cũng làm cái lỗ loa lỗ 3.5 này hơi lệch xuống dưới một tí, còn những cái khác thì lại khá là cân. Còn bên trên đây rồi, trên con V50 thì không có gì cả, con này thì làm cái khe sim ở phía trên. Rồi đây là mặt sau. Đấy, các bác có thể thấy là cái dưới ánh điện thì có thể là các bác nhìn không rõ đó, nhưng mà mình vẫn thích cái cụm cam đặt dọc hơn. Mình thấy đặt dọc hơn thì nó phù hợp với cái máy dài như này hơn, chứ đặt ngang thì thực sự là không hợp lý. Rồi ok, sau này mình sẽ so sánh với con LG V50 này nhé. Rồi mình thấy là hiện tại là cái việc cầm nắm của con này khá là ổn, nó dễ cầm chỉ hơi dài, và nếu mà các bác muốn với tay thì sử dụng cái màn hình này thì cũng phải tập làm quen thôi. Chứ còn cái màn hình này thì về độ đẹp của nó thì mình thấy là không thể chê được, mặc dù là cái màn chỉ là màn hình Full HD thôi, Full HD cộng chứ. Và cái khả năng cầm nắm của nó thì ổn, cầm dễ cầm, mình cảm giác là dễ cầm hơn con V50. Con này nó dài nhưng mà cầm nó được nhiều hơn, mình cảm giác cầm nó thật tay hơn. Mình chỉ tiếc là không biết là cái chỗ viền màn hình này nó có bị chạm không, nhưng mà mình nghĩ là không đâu. Rồi ok các bác, đây là cái con Velvet mà mới nhất của LG nhé. Con này nếu như mà để so sánh, để mà gạch đá nó thì mình nghĩ cái con này đáng gạch đá nhất của LG hiện tại, vì với cái mức giá quá cao cho một con máy tầm trung như này. Trong khi đó nhiều ông làm clip về con này thì toàn thấy nâng bi nó thôi, chả thấy dám chê nó gì cái gì cả. Mình thấy là trước tiên là giá nó rất là cao này, và cho một cấu hình mà bình thường như vậy thì mình không thấy không không thấy một tí nào để đáng mua cả. Chắc chắn là anh em sẽ đợi lâu thôi, đợi 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 nó xuống giá thôi. Chứ còn cái việc mà chất lượng camera thế nào rồi hiệu năng nó như nào ấy, thì mình sẽ đánh giá nó sau nhé, kể cả pin nữa. Nhưng mà con này thì mình thấy là nó có một thiết kế khác đi một tí rồi, khác so với những cái đời trước, vì nó làm cạnh viền mỏng này, cạnh khung viền cũng rất là mỏng, và màn hình nó bo cong rất là nhiều hơn so với con V50 này. Thì có người thì sẽ thích cái màn hình bo cong như này, nhưng mà thực sự là sẽ có người không thích cái màn hình bo cong như vậy, mà mình là người không thích màn hình bo cong quá như vậy. Mình thích màn hình bo cong vừa thôi. Rồi ok, các bác có cái muốn em test những cái gì ở trên con này thì comment bên dưới nhé. Ok, chào các bác.